Theo lời kể thì nghề làm nước mắm ở Nghệ An có hàng trăm năm rồi. Ghi nhận ở Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An thì nước mắm được ủ chượp trong các thùng nhựa lớn. Mỗi thùng ủ được 2,5 tạ cá các loại. Sau thời gian ủ chượp, nước mắm nơi đây còn trải qua khâu nấu lược. Bà Cả, một hộ làm nước mắm cho biết. Cái cá mà chết thì mình làm con cá phải hơn một năm, vài năm mình mới rán được. Cô hiểu không ạ? Đấy, nước mắm mình mới phải 1,5 năm. Nếu bán chậm thì 2 năm mà nó mới bán đúng phải 1,5 năm. Cá mà to thì phải 2 năm, cá nhỏ 5,5 một năm là bị bán được. Nước mắm làm thủ công theo quy mô hộ gia đình như vậy ở Nghệ An, ít khi có bao bì nhãn hiệu. Người mua tùy thói quen khẩu vị mà tin cậy chọn mua về dùng. Theo lời của bà Ba, mấy năm gần đây, các tàu đánh bắt cá về cũng ít nên phải chia ra nhiều đợt để mua cá về ủ chượp. Tiền về có cả mua là ít rồi, không bao nhiêu mua cho họ. Chỉ biết nhiều đợt, nhưng mà hơn 5 biết ra nữa. Mất thời gian hơn năm trời mới có thể ra được nước mắm từ ủ chượp ở các thùng nhựa như vậy. Theo lời bà Cả, từ hồi xảy ra vụ xả thải Formosa Hà Tĩnh, không hiểu sao các chủng loại cá biển quen thuộc ngày càng ít đi hẳn. Một thùng đó là con mới, một thùng đó là phải được hơn 2,5 tạ một thùng. Khi mà ra 2,5 tạ thì một thùng nó được 100 lít, cũng không đầy, không có quá mấy. Mà lúc là cá vây với lại bốn sào đầy với bây giờ không có mấy mà. Một khi sản lượng cá ở vùng biển Nghệ An ngày càng kém đi, đưa đến hệ lụy là nhiều ghe tàu phải nằm bờ, lao động theo nghề biển giả phải chuyển sang mưu sinh bằng nghề khác. Cá biển ít ỏi nên nghề nước mắm truyền thống ở hộ gia đình cũng ngày càng thu hẹp.